chú cho. Lại anh cho sao lại chú cho. Lạn hết cả lên đúng không? Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Thì bây giờ mình sẽ đưa tất cả mọi người cùng mình và các chú ở đây đi trải nghiệm điệu cát từ dưới mặt đường bê tông lên trên khu vực nền nhà này để xây nhà như thế nào. Và để cho quý cô bác anh chị thấy là để làm được ngôi nhà phải điệu từng cái điệu cát nhỏ như này vất vả như nào. Và nếu quý cô bác anh chị mà quan tâm đến tiến trình của ngôi nhà thì đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ em Nghiệp cũng như là nhận được những thông báo mới nhất từ channel Tam Giác Mạch các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi cùng các chú ở đây để trải nghiệm, để thấy được cái sự vất vả của việc điệu cát từng điệu một. Khỏe thế chú? Đấy. Thì mời quý cô bác anh chị và tất cả mọi người theo chân của mình nhá. Khỏe thế nhở? Kéo tự đến cát đấy. Mình tu khe không? Như này lên là phải làm một ly mới đi được nhỉ chú nhỉ? Lên là phải làm một ly mới được đi được tiếp. Ba ngày hết thoải mái. Ini nunggu tau cipua. Thank you.
À, dùng cái rơm kia để lót vào và hông thì nó đỡ đau đúng không? Đấy. Bây giờ 1.000 đô ở bên nước họ sống bình thường như là mình có đôi vài triệu mà ra quy ra từ Việt Nam mình không lớn. Cái dưới tấm tôn thì kệ thôi anh cho. Đây cần một cao nữa. Tao mà. Tao mà. Thế sạn đau chanh có bây giờ có bia có đau chanh không? Có bia là không đau chanh nữa đúng không? Uống bia là đau là hết đau đúng không? Tối sẽ có, bây giờ chưa phải đến giờ nghỉ. Tối cháu sẽ mua cho nhá. Không cho là thế à? Cho, thầy nói cho là cho. Đấy, rất nhanh đúng không? Quá rồi. Dạ. Còn lúc chơi là tôi cho nè. Hả? Lắm mà tỏ nhiều. À, lấy hai cái này làm gậy đúng không? Đấy. Lớn tuổi nhất nhưng mà là khỏe nhất đúng không? Lấy bên này đi, anh ơi, lấy bên này trước đi. Lấy bên này. Để mai cho xay gạch vào. Lót bên ni lo mà, lót bên ni rõ mà. Ừ. Để mai xe quay được ấy. Tí nữa lượt sau cứ bảo mọi người ra lấy bên này trước nha anh nhé. Để mai mình quay được đầu xe, vì đây nếu mà đi quay đầu xe là phải tít sang tít xóm bên kia cả. Nó xa 3-4 cây nữa. Lúc cả lo là vô. Đến lúc đấy là ông còn khỏe lắm đấy nhỉ. Cậu cả chúng mình cùng ngày giàu bóng ra thống lên cho cả lô chắc cả đấy bùa ra ôi cho mà chúng lô đi ra mà xin đi ra rồi rồi những cái cả đấy một bùa mà cả cái cú trình lô thế nhưng mà là bé bé giàu cũng để gì ta ít cả luôn mà ô sản những cái mua trong một tập tí rồi tàu cái gì cả đấy cái màu quá ơi màu nhưng mà tự nhấc lên là khó đấy. Không không à.
cư là vác, còn ẻ là điệu. Đây giờ. Nghỉ ra, đội nhà mình nghỉ ra anh. Giờ là đánh chén thôi nhỉ. Mỗi một chuyến là sẽ phải nghỉ dọc đường một lần. Hết cái dốc này thì sẽ phải nghỉ một lần này. Là kì mà uất chỉ tàu lũ chéo. Nhà đất bình thường ấy đúng không? Mua hàng tàu tụi mi tú? Chỉ mua rồi. Ô tụi lọc tàu rồi. Ô tụi lọc thế? Chỉ mua mi nhỏ. Ô tụi nhỏ. Lọc cho nhẹ là tụi mình khơi rồi. Chỉ mua chỉ tiêu mù dọa chứ nó. Lọc mà. Ừ. Bóc cử nó thế? Bóc cử. Chỉ mua tê là? Chỉ mua tê là? Tê mua nó bóc cử ở dưới tầm đây luôn. Không có cỏ. Bác gái là bao nhiêu tuổi rồi? 50 tuổi rồi. Chú là 4 mấy đúng không? Chú nhỏ tuổi hơn bác này à? Cũng lái máy bay đúng không? Bác ấy bảo là hai cô chú này thì không có con rồi. Nhà thì làm nhà đất thôi đúng không? Nhà chỉnh tường thôi. Thế là từ trước giờ mình không có đứa nào à? Được ít. Chỉ mua tù mi tú là? Chỉ mua. Mình thấy chỉ mua? Chỉ mua thôi. Ăn tù lò chứ? Ăn tù lò chứ. Thôi qua ba thôi. Mua hàng tàu tù nhiêu? Chỉ mua nhiều tù đó. Bùa thứ chỉ mua? Bùa thứ chỉ mua. Mua. Ai da. Chỗ nhẹ hay à? Tết tù chỗ này mua mi tú mà chỉ tù. Dạ. Mua mi tú mà chỉ tàu chỉ tù chỉ tàu à? Bố nè là lò chỉ tàu. Họ chơi mê thế à? Họ chơi mà uống rượu nhiều mà lò nhanh ư? Ô, không uống rượu nhiều rồi. Uống rượu một ít thôi. Uống rượu say mà. Không có sức khỏe. Càng uống rượu nhiều là càng không tốt, càng nhanh già. Đi tiếp anh cho. Muộn. Tao chỉ tao. Thôi là lò má mẹ. Thế là yêu vợ đấy đúng không? Thương vợ đấy. Thương vợ nên là vác thêm một chút này của vợ này. Đấy. Chú ấy bảo là vợ già hơn rồi nên là vác ra chỗ đấy. Thay vợ. Hãy bạn.
ê thế, ê thế. Cứ thế chị tao. Ừ, ê chị chủ. Ê chị chủ là. Ê chị mua tóc lùa. Đủ chưa? Đủ cát làm móng chưa? Thế là ngày mai là xây được rồi đúng không? Sáng mai gạch vào. Lấy pi ra, lấy pi ra, ra bác phòng khí. Lại tiêu khí, tí cay cay vào lại tỉnh ngay. Lại khỏe ngay. Hết cay là hết khỏe. Anh cho anh đứng dậy thả lỏng nó đỡ mệt hơn. Đứng dậy thả lỏng đỡ mệt hơn là ngồi. Càng ngồi nó càng mệt nhá. Thật mà. Mình mệt là mình đứng thả lỏng thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Còn mình mà càng mệt lại càng ngồi thì nó khó thở, nó bị nén đấy. À, để chị chạy mở tuốt theo mũ chị cần tao nhá. Dạ. Mua. Ơi, mua. Chị mua mà chị to. Chị mua mà do lũ tao họ nhiều thơ. Y dạng cây. Hóa chị tư chị phong mà tù hơ. Y dạng tí lo cho à. Hãy á chị phong. Hóa chị tư chị phong. Chị bao quả lu. Ủa mình tu mình thay mà bao. Một chút nữa thôi thì sẽ hoàn thiện phần móng rồi. Nó là một cái tin rất là vui, rất là tích cực, vì trong cái thời tiết mà nó đang ủng hộ như thế này ấy, thì việc hoàn thiện cái phần móng thì nó sẽ đẩy nhanh cái tiến trình xây phần gạch lên. Thì mấy anh này dự rồi, thì trong cái thời gian đối với cái ngôi nhà mà chỉ 40m2 thì các anh chỉ xây một tuần thôi. Một tuần là chậm đấy đúng không, khoảng 5 ngày nhỉ. Bởi vì các anh này thì thường xuyên đi xây rồi. Đấy, quý vị ạ, cái nhà ngôi nhà trắng trắng nhỏ nhỏ kìa, cũng là thành phẩm của các anh trong đội xây này. Cho nên là người ta đã có kinh nghiệm và đã từng làm rồi, thì người ta sẽ ước lượng được quãng thời gian cũng như là tiến độ công trình nó như thế nào. Hôm nay thì do là sáng nay thì chủ quan đi vào chỉ mua một cuộn thì không đủ, thiếu khoảng gần 100m nữa. Cho nên là nguồn nước vẫn sử dụng cái nguồn nước ở phía dưới này, đào một hố đây này. Đó.
mình là cái đội xây chuyên nghiệp ở trong xóm rồi đúng không? Đồ đạc đầy đủ hết. Mấy đứa anh mà tìm được công trình nào anh lại gọi. Nha. Yeah. Được không? Ơi, mà mả theo. Hai vợ chồng này cũng linh động phết nhỉ. Đào được cái hố. Hôm trước định dặn rồi nhưng mà nghĩ là xin được nước của chú phó thôn rồi nên là thôi. Nhưng mà hai vợ chồng cũng tự biết đào cái hố để dự trữ cái phần nước bị chảy ra kia. Đấy, thì mới tiến hành được. Anh Dậu là bao nhiêu tuổi rồi? Anh Dậu 3 tuổi rồi. Gần 30 rồi. À. Thế mà vẫn còn trẻ khỏe đẹp trai thế này, lấy thêm một vợ nữa đi. À, lấy vợ mông đắt quá nhỉ. Em tưởng là nhiều lúc thấy vợ khổ nghĩ là lấy một vợ nữa để vợ thứ nhất đỡ khổ. Tổng tất cả là có bao nhiêu người nhỉ anh nhỉ? Tất cả ấy, cả bọn em cả bọn Điệu ấy. Thì nữa cứ mua một két bia nhá. Mỗi người lon uống cho nó được dở đúng không? Nhiều không có, uống nhiều không tốt nên là mình cứ gọi là để cho đỡ mệt thôi. Cái đấy là thưởng thêm đấy, cái đấy mình sẽ không tính vào cái quỹ tiền nữa. Gọi là bồi dưỡng sức khỏe. Chứ còn đội này anh em mình uống thì phải 2 két nhỉ. Nhanh nhanh. Tại vì cái khe này các anh xếp quá là kín rồi cho nên là phải dùng thật loãng vào. Đúng rồi, dùng cái xe này nó hợp lý hơn. Ừ. Đâu, vợ anh mang lên rồi mà. Nhà bên cá lôi mà. Ê mà hôm trước bảo không phải mua đâu anh. Bọn em có rồi. Nhưng mà sao không thấy? À cầm về rồi đúng không? Thật ra thì nhà nhỏ chỉ cần 2 cái thôi. 2 người trộn rồi mà. Đảo lại phát đi. Đảo lại trên xe. Ừ, như này thì sức mình hết danh lắm. Nặng lắm. Không gió thì nó mát nhưng mà anh em mình quay thì nó sẽ bị ù cái mic ấy.
Đúng rồi. Máy dùi. Cái này không cần dùi đâu. Đồ dầm mới cần dùi thôi. Cho này nói nhiều là ông khóc ngay. Cái kiểu mà cảm giác mình cũng thế thôi, người ta nói nhiều quá mà mình không hiểu, mình không đáp lại được gì ấy. Ờ, nó lại thế cơ. Dũng Hanh ơ. Khỏe ông này, khỏe trong nhất đội. Có bia nữa. Đứt quai rồi. Đấy. Nhẹ nhàng thôi, mà ua thôi. mất cái quai đống cát này luôn đấy. Tuổi học hết lớp 5 là được rồi. So với anh cho là được rồi. gọi là không thưa được đúng không? Là thuê bao luôn đấy. Thế thì bây giờ mình phải cho con của mình đi học. Bố đã thiệt thòi rồi thì con không thể thiệt thòi được và con không thể như bố được. Đúng không anh Lúa? Đúng không? Bú tù mi tu mù cản tơ, mi nhỏ mù cản tơ. À, chưa có đúng không? Chưa thôi, không phải không có đúng không? Chưa có. Thì sau này cho con đi học ấy. Kiểu vậy ấy. Rất là thương vợ đây đúng không? Vừa nãy là vợ đi thêm một cái túi nhỏ nhỏ kìa, ông bảo túi nhỏ mà lâu luôn upa ế. Nào nhớ chưa, chưa thương vợ đúng không? Có mỗi hai vợ chồng già chả thương nhau. Già hơn à. Vợ già hơn đúng không? Vợ già hơn thì mình phải làm ít, làm nhiều hơn. Đấy. Thương vợ nữa thì mình ra rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, mình không thương vợ thì ai thương vợ? Hàng xóm mà thương hộ là chết đấy. Không, tầm này vẫn có người thương đấy đúng không? Chắc là thay nhau, vợ là từ đoạn dưới lên. Ông chú này lại từ cái đoạn trên này lên đây. Đấy. Đúng rồi, cộng thêm cổ phần của vợ. Rồi lại là tính theo điệu đấy đúng không? Chia tiền đấy là tính theo điệu. Đấy, đâm ra là nó sẽ như kiểu vậy.
Lạn hết cả lên đúng không? Khoảng một chút nữa thôi thì sẽ là hoàn thiện phần móng. Vừa nãy là đổ một lượt trước để gia cố phần bên dưới, và bây giờ là đổ một lớp vữa lên để cho nó bằng. Sau đó là mài khô rồi, mài sẽ bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên rồi. Nếu mà không phẳng là nó bắt đầu nó réo lên đúng không? Nó dùng tia laser nhỉ? Nó tia đỏ đỏ vậy à? Đó này không lấy tàu sư đồ đâu. Không cần cái tiêu đâu đúng không? Sao bên này không phải mình phát? Là chưa đúng không? Chưa đúng. Cái này mua Trung Quốc à? Mua Trung Quốc. Bao nhiêu? 300 tiền tộc. 300 tiền tộc là khoảng 9 triệu đúng không? Hiện đại quá đây. Nó sẽ có cái tia laser này để dõi vào đây. Chắc là có một số quý cô bác thì đã thấy rồi, nhưng mà tao giác mày hôm nay lần đầu tiên thấy cái thiết bị này, nó phục vụ cho xây dựng. Thế là tia vào đây là nó bằng nhau đúng không? Bằng nhau như vậy. Cái thì nó đỡ hơn rất nhiều. Cái này bia rõ hơn. Chuẩn hơn nhiều đúng không? 13 phân. 13 phân. Bây giờ quay lên trên là biết đúng không? Bên kia là cao hơn rồi. Cái kia là anh đo, phải đo từ... Nhưng mà cái này là bà xong rồi nó biết đo. Đúng rồi, anh phải làm bằng cái đoạn này thì mới ấy được. Đấy, cái hình tiện. 9 triệu một mình tự mua hay là góp tiền? Tự mua. Cái này, nhìn cái chân này, cái chân là 11 phân thôi, 12 phân thôi. 13 phân thế này là... 12 phân giữa thôi. 12 phân 2. Cái chim máy này là cái chim máy này tùy đi sao kia. Đúng rồi, thì nó mới bằng nhau được đúng không? Đấy, kiến thức của các anh này phải nói là chuẩn đấy. Có nốt đấy. Đây, nó bằng rồi đúng không? Bằng là cái nốt này nó ở giữa này. Đấy. Cái tí ô đấy. Đấy, tí ô chuẩn đấy. Hiện đại nhỉ. Lần đầu tiên em thấy đấy. Còn chắc là đội xây dựng thì họ thấy nhiều rồi. À, bán lên trời à? Đúng rồi. Nó đo được cả cái cột luôn đúng không? Thế thì sau này mình làm cột mình cũng không cần dùng đến tiêu đúng không? Không cần cước nữa đúng không? Như này xây mình không cần cước nhỉ? Bắn phát là cước thì mình làm dễ hơn, còn cái này thì mình phải quan sát liên tục đúng không? Ăn pin đúng không? Đúng rồi, cái này là để lại một cái pin mới đi vào được mà. Đúng rồi. Để nó ra mình lấy nó. Hoặc là sạc cũng được đúng không? Sạc cũng được, sạc điện cũng được. Thế là tiện quá. Bây giờ xong rồi. Hôm nay bồi dưỡng cho cả đoàn, mỗi người lon bia để đỡ mệt. Đấy. Hậu bia mà chân là chỉ mò lơ. Đó. Giờ là cũng muộn rồi, 5:30 rồi. Bây giờ thì vâng, cứ uống đi, cuốn đi thôi. Anh em mệt rồi thì uống đi, nó chả có gì nhiều đâu. Ngày mai lại cố gắng tiếp tục nha. Đấy. Mai đông hơn à? Rồi. Sáng mai, bởi vì cái chỗ dưới đấy là nếu mà gạch về luôn thì không quay được đầu xe, thì sáng mai gạch về.
Ôi anh không muốn đâu. Rồi. Rồi mời tất cả mọi người nhé. Vậy là đã hoàn thành được cái móng nhà rồi, thì cô bà anh chị nhé. Thì sáng mai sẽ bắt đầu khởi công đặt những viên gạch đầu tiên. Đấy. Thì sau chính ra là làm cái này đúng một ngày đúng không? Móng đúng một ngày, đập đá một ngày nhỉ? Đào mất 2 ngày đúng không? Đập đá 2 ngày. Đập đá 2 ngày. Đào 2 ngày và làm cái móng này 2 ngày. À 1 ngày. Tổng là 5 ngày. Các anh làm rất là khẩn trương. Tuy nhiên thì với cái tần suất thời lượng mà Tam Giác Mạch chia sẻ trên kênh của mình ấy thì không được đều và không, thực chất thì cái công việc nó cũng chỉ như vậy, nếu mà quay quá nhiều thì cũng nó cũng chẳng có cái gì đáng để mà đưa lên quá nhiều. Do vậy mà ở trên kênh Tam Giác Mạch ấy chỉ cập nhật cái tiến độ công trình đang được đến đâu thôi. Nên có một số quý cô bác là cứ hỏi là tại sao đến hôm nay mà vẫn chưa thấy xong móng, rồi là chưa xây hoặc là đào móng lâu thế. Thì một lý do nữa là có thể cái thời gian mà Tam Giác Mạch quay ấy để mà đăng lên ấy, thì ví dụ hôm nay quay thì ngày mai mới đăng. Do vậy mà cái sự cập nhật của tất cả mọi người trên kênh là nó không được đúng với cái tiến trình ở tại hiện tại ở đây. Đó. Cho nên là nói là ngày mai xây thì tức nghĩa là video của ngày mai xây sẽ được up vào ngày kia. Và trong thời gian tới thì Tam Giác Mạch sẽ liên tục đăng mỗi ngày 2 cái video để truyền tải tới tất cả những cô bác anh chị. Một video sẽ được đăng vào lúc 11 giờ 15 của giờ Việt Nam. Thì lúc đấy nó sẽ vào ban đêm, nửa đêm của bên quý cô bác và anh chị ở bên nước ngoài rồi. Nên là cũng rất là mong được nhận sự ủng hộ của quý cô bác, anh chị. Và bây giờ thì phần móng đã xong rồi. Thì em Hiệp cũng xin phép dừng cái video này tại đây. Và một lần nữa là kính mong quý cô bác đăng ký ủng hộ và để cập nhật được những cái thông tin mới nhất từ Tam Giác Mạch về độ công trình của ngôi nhà này. Thì cũng rất là vui, bởi vì phần móng đã xong thì việc xây nó sẽ diễn ra rất là nhanh thôi. Bởi vì với tốc độ của các anh làm việc rất là tập trung và ít nghỉ gì này thì cái tiến độ nó sẽ được đẩy rất là nhanh. Một lần nữa thì rất cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn luôn ủng hộ Tam Giác Mạch trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo trên Tam Giác Mạch.